Hello cô chú, hello mọi người. Đây hôm nay là bạn của Đào Gabi cho đi câu cá, được một cái con cá nè. Bởi vì nè, cho đem qua cho nè. Cảm ơn Gabi nhiều nha. Tội nghiệp, 9 giờ mấy gần 10 giờ tối mà còn đem lái xe đi qua đây cho nè. Trời ơi, nó bự quá trời luôn. Bây giờ là hai mẹ con mình ngồi chà. Chà kiểu cái da nó như cái da cái nhất. Dạ cái nhớt nhà nó sống ở dưới nước lâu năm á. Con xa thì nó ngồi nó nói là mommy cắt nó già đi. Mày cắt hả? Ôi. Đợi chút mày chà cái này xong đó. Cá này tính tên Việt Nam là cá bông lau. Còn tên tiếng Anh á là cá catfish. Sao ha? Catfish. Tên là catfish. Cái này kho tộ nè, nấu canh chua nè. Rồi bá cháy bộ chét luôn. Bư nè, trời ơi. Bư cả đám luôn. Đây. Cắt thèm. Cắt da hả? Dạ. Cắt thèm. Con xa đó nó nói cắt kìa. Cái xuồng của nó cứng lắm. Bắt cắt thêm chéo gì? Bắt cắt thêm chéo á. Hey bạn ơi. Hey mọi người. Hey mọi người. Đây. Tươi quá trời là tươi luôn nè. Mọi người. Bây giờ là mình nấu cá, mình ươm cá. Cá này hôm qua là bạn của Đào cho nè. Thì mình ươm cá nha. Cái này có muối, chứ một ngọt, chứ mật nêm. Thì để bỏ số đường vô. Bỏ miếng đường vô. Muỗng đường. Này là cà ri. Cho có một muỗng. Sao trộn lên ta. Cái này là sả. Sả nó có ớt ở trong nè. Cái này là mua ở chợ Việt Nam á, nó đông đá đó. Người ta xay sẵn nè. Nó tiện hơn. Rồi con quậy lên sao? Quậy mạnh lên. Quậy lên được không? Quậy chứ gì vậy? Ra mẹ quậy cho. Hãy trộn lên. Vậy đó. Trộn lên vậy nè. You want me to do it? Giỏi. Sao ngồi trộn tới mai luôn á sao? Ok, bỏ xuống đi, nó đổ đó.
đổ một xíu nước mắm. Ramadan. Cái nửa xào cũng ăn nữa nhưng không có bỏ ớt nhiều được. Dầu ô liu sẵn trong này nè, để nó nóng lên thì mình cho cái cá này vô mình ươm ha. Chưa gì cái mùi nó đã thơm rồi đó. Ngon nứt, nó thơm nứt nè luôn mọi người ơi. Cái màu nó đẹp kia chưa. Cái này là ăn đúng vào cơm luôn. Mình xào qua xào lại cho nó để nó vàng nè. Hai bên bây giờ cho mình đổ nước vô. Đổ nước vô nha. Đổ nước vô. Nó ươm từ từ, khi nào nó rút nước thôi, nó chín rồi. Rút nước xong là mình nêm nếm lại. Đây, mới bỏ hành vô. Ngon quá. Đây, ngon chưa? Ươm từ chiều tới giờ đây. Ngon lắm mọi người ơi. Cái này là ăn đúng nồi cơm nha. Hôm nay mình làm chè bắp nha. Mình bỏ bắp nha. Sẽ ăn không? Không ăn chưa? Cái này là bắp dẻo mình nấu mới ngon nha. Cẩn thận sơ ý một cái là nó đứt tay, nó bào da cái thịt của mình luôn. Con đợi chút đi, mẹ bào hết cái này xong rồi mình bào cái đó nhé. Sao bào ha, sao muốn bào thử ha. Con phải đợi chút đi rồi mẹ bày cho con bào nha. Sao muốn mẹ bày cho sao bào ha. Bào nó đứt tay dán chịu quá nha. Đây, bào xong đây. Bào cho nó mịn giống vậy nè. Bây giờ mình sàng lại, mình sàng qua cái này để cho nó mịn lại. Nước sôi rồi, bây giờ mình bỏ cái bắp này vô. Bắp mới bào xong nè, mình bỏ vô nha. Thank you.
bỏ lại dưới vô cho lên nữa cho nó thơm. Bắp nó sôi lên thì bây giờ mình bỏ đường ha. Mình bỏ đường đó. Cho nó tan nha, mình nêm nếm lại vừa ăn. Mình bỏ tường xong rồi mình nêm nếm lại nó vừa ăn đủ ngọt theo cái khẩu vị của mình á. Tan ra xong á, rồi bây giờ kế tiếp là bỏ nước cốt dừa. Đổ nước cốt dừa vô. Khuấy lên. Ok, giờ mình bỏ xíu muối. Xíu xíu thôi nha. Trộn lên cho nó tan ra. Trời ơi, nó ngon kìa. Cái bắp này, chè bắp này là ở miền Trung, ở Phan Rí, ở quê của mình hồi nhỏ thường ăn nè. Cái loại bắp này nó phải, nó nhuyễn thì là nhuyễn, nấu với nó nó dịu dịu giống vậy nè. Trời ơi, cái này tuổi thơ. Trời ơi, cái này nó ngon dữ lắm luôn. Hồi nhỏ thường ăn cái chè bắp kiểu này là cái xong sau này lớn lên á, đi vô Sài Gòn á, ăn cái chè bắp mà người ta nấu cái kiểu mà vẫn còn hột hơi kiểu mà hơi to đó, ăn không có thấy ngon. Chè bắp ở dưới quê hồi xưa có cái cô đó chưa cái cổ gánh cái đồng gánh có hai cái giỗ, hai cái nồi chè. Mình thích nhất là cái món chè bắp của cổ bán. Trời ơi, nó ngon quá. Thơm. Mùi cũng có mùi lá dứa, cũng thơm. Nè, mọi người nấu ăn thử nha. Ngon, bảo đảm nhất là ngon, sẽ ghiền.